Số 836. Kinh Đại Vương Quảng Sư Tử Ống, Thế Dịch Đời Đại Đường, Tam Tạng Địa Bà Ha La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Bạc Già Phạm đã ở trên điện Thắng Tạng trong cung Nhật Nguyệt cùng với 90 trăm ngàn câu chi chúng đại tỳ kheo và vô lượng đại Bồ Tát. Lúc đó Đức Phật bảo Bồ Tát Thắng Tích: Này Bồ Tát Thắng Tích, phương Bắc cách đây 60 hàng hà sa của Phật, câu chi này do tha trong ngàn vi trần cõi nước có thế giới tên là Hoang Lạc. Đức Phật hiệu Pháp Khởi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang nói Pháp, đem lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh, nên muốn nói kinh Đại Phương Quảng tên là Sư Tử Ống, khó gặp khó nghe, các vị nên đến đó để lắng nghe, lãnh thọ Pháp yếu. Vâng lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát Thắng Tích liền đến thế giới Hoang Lạc, diện kiến Đức Phật Pháp Khởi, để lại sát nơi chân, nhập quanh theo phía bên phải 7 vòng, rồi lui ra đứng một bên. Thấy Bồ Tát Thắng Tích, Đức Phật Pháp Khởi biết mà vẫn hỏi: Này thì nay ông từ đâu đến? Bồ Tát Thắng Tích vẫn lắng lòng, đứng yên, không trả lời. Các chúng trời rồng, chư Asoa, Cà Thất Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khổ Na La, Ma Hầu La, Già, Nhân, Phi Nhân và khắp cả chúng trong đại hội đều nghĩ. Bậc thầy trong ba cõi hỏi: Sao Bồ Tát Thắng Tích vẫn im lặng, lắng lòng đứng yên? Bây giờ Đức Phật dùng mắt hoa sen xanh to lớn rộng dài như dáng sư tử trường mình, nhìn khắp 10 phương, mới được lòng nghi của đại chúng, liền mỉm cười phóng ra ánh sáng vàng tròn lớn. Ánh sáng ấy đang chiếu bằng vô lượng trong ngàn màu sắc khác lạ, chiếu khắp tất cả quốc độ nơi 10 phương, khiến đại địa chấn động. Khi ấy các chúng Bồ Tát trong 10 phương thấy được thần biến này, với vô số các thứ hình sắc, đủ loại nghi phục, liền đến chỗ Đức Phật đảnh lễ sát chân, dùng phước của chính mình trang nghiêm tạng tọa hoa sen rồi ngồi vào tọa ấy. Bồ Tát Điện Mang từ chỗ ngồi đứng dậy, bẻ áo vai phải, vỗ phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật, vui mừng khôn xiết: Thời chưa từng có, bạch Phật, bạch Thế Tôn, sư con từng thấy vô lượng thần biến, nhưng chưa thấy ánh sáng làm đại địa chấn động như hôm nay. Hay thay Thưa Thế Tôn, người nói về nhân duyên, có gì mỉm cười, cô xin thương xót và rõ lòng y của đại chúng. Thưa xong, Bồ Tát Điện Mang dùng kệ thưa thỉnh: Bà đạo sư đại bi, mỉm cười vì lễ gì? Xin Phật lợi chúng sinh, thương xót quyết định nói. Lúc này Đức Như Lai Pháp Khởi đoan nghiêm rực rỡ, ánh sáng diêm phù đèn rạng ngời, phóng ra vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha hào quang vi diệu như trụ vàng rộng lớn. Bồ Tát Điện Mang bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy vô lượng ánh sáng thần thông, nhưng ánh sáng hôm nay thì thật từ xưa giờ chưa từng thấy. Đức Phật bảo: Này Bồ Tát Điện Mang, đúng vậy, đúng vậy. Như Lai hiện ánh sáng lớn nơi thần thông này thật là hy hữu. Nó chẳng phải là đại nhân duyên thì không hiện tướng này. Hãy nên lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ bị ông mà nói về lý do mỉm cười. Ông chớ kinh sợ. Chứ mong cầu gì khác, giữ tâm kiên cố, chứ sinh nghi hoặc. Vì sao về cảnh giới của chư Phật là không thể nghĩ bàn, nguyện lực thần thông là không thể nghĩ bàn. Vậy ông phải suy nghĩ sâu xa, cẩn thận chứ nên nghi ngờ. Này Bồ Tát Điện Mang, ông có thấy Bồ Tát Thắng Tích từ cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến hay không? Bồ Tát Địa Mang thưa: Dạ thấy, bạch Thế Tôn. Này thì nam Bồ Tát Thắng Tích này, ta hỏi từ đâu đến nhưng vẫn lắng lòng đứng im lặng không trả lời. Do thấy việc như vậy nên ta mỉm cười. Ở trong hội này đều sẽ nghi hoặc vì Như Lai hỏi mà không trả lời. Này thì nam Bồ Tát Thắng Tích hiểu như vậy. Tất cả các pháp không đến không đi, thì có gì Đức Thế Tôn hỏi ông từ đâu đến? Thanh Tích biết rằng các pháp không có ngôn thuyết, không thể thủ đắc, thì vì sao nói từ đâu đến? Này thì Nam, đây chỉ là trình bày sơ lược về thật tướng của các pháp. Này thì Nam, Bồ Tát Thắng Tích đối với tất cả pháp là không chữ không nêu, vì tánh của chữ là lìa. Các pháp là không xuất phát, vì tánh của xuất phát là lìa. Các pháp là không thú hướng, vì thú hướng chánh là đoạn trừ. Các pháp là không hiện, vì không chỗ nương tựa, vượt lên tâm thức, liệt các nhân duyên, không danh tự, không ngôn thuyết, không tạo tác, không chỉ bày, vượt qua các nẻo nhận thức, như mắt không có tích tụ, lìa tưởng vô sinh, không có xứ sở, lìa các xứ sở, pháp chỉ một chữ, đó là không. Không chữ vốn không có ngôn thuyết thì làm gì có ngôn thuyết? Này thì nên biết không ngôn, nên biết không thuyết giảng mới là thuyết giảng đích thực. Lúc đó Bồ Tát tình thân đưa vào toàn lực của Phật, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu không nói ra mà là thuyết giảng đích thực, thì những người công không nói đều là nói pháp.
Đức Phật nói, đúng vậy, này Thiện Nam, thật đúng như là ông nói. Chẳng những người công nói Pháp mà người không công cũng nói Pháp, nhưng lại không biết Pháp. Bồ Tát tình thương bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Cố Sư Thế Tôn nói rõ thế nào là tất cả chúng sinh nói Pháp mà không biết Pháp. Đức Phật bảo Bồ Tát tình thân, này Thiện Nam, như người sinh ra đã mù, sống trong ánh sáng của mặt trời, nhưng không thấy mặt trời, phải nhờ người chung quanh trình bày mới biết rằng có mặt trời. Như vậy các pháp đều nhập vào pháp giới. Pháp giới không chữ lìa tánh của các chữ, chẳng phải là chỗ có thể tuyên nói biện bạch của các chúng sinh. Do có nhân duyên nên có ngôn thuyết, như hang sâu và tiếng vang, hang trống rỗng không có tiếng, do nhân duyên nên có tiếng vọng lại. Như vậy này Thiện Nam, nhân duyên hòa hợp nên chữ tiếng mới hiển hiện, nhưng cảnh giới của chúng sinh là không, không có danh tự. Này Thiện Nam, âm thanh ngôn ngữ hiện có của chúng sinh nên biết đều nhập vào bố trí vô ngại. Dùng ngôn thuyết là nhập vào trí pháp vô ngại, không dùng ngôn thuyết là nhập vào trí nghĩa vô ngại. Dùng ngôn ngữ để phân tích là nhập vào trí từ vô ngại. Tương ứng cùng với sự giải quyết không trì trệ là nhập vào trí khéo nói vô ngại. Chúng sinh với những ngôn thuyết hiện có nên biết được nhập vào bốn pháp cú này. Nghĩa cú chân thật sinh ra không đồng, như người sinh ra đã mù kia tùy theo lời nói của người khác cho chẳng phải là cái thấy chân thật. Vì thế này Thiện Nam, ngươi muốn cầu giáo pháp thì nên tự thân mà cầu, muốn cầu bồ đề thì nên dùng thân năm uẩn mà cầu. Khi nói về cú nghĩa này thì khắp cả tam thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ số các chấn động ánh sáng lớn tỏa chiếu tất cả. Đức Phật đưa tướng lượng rộng dài bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, từ tướng lượng phóng ra vô lượng câu chia cho ta trong ngày ánh sáng, từ đại địa ngục cho đến trời hữu đảnh, ánh sáng soi trùm tất cả thế giới. Đức Thế Tôn thâu lại tướng lưỡi rồi bảo khắp đại hội: các vị nên biết, tướng lưỡi rộng dài của Như Lai là do thật ngữ mà được. Lời Như Lai nói ra phải nên cung kính lãnh thọ, khởi lòng tin chân thật, chớ có do dự sinh tâm nghi hoặc. Lúc đó chúng Bồ Tát thập địa và tám bội chúng trời rồng dạ xoa các thất bại Atula Kalola la Kona la Mahola la và nhân phi nhân, tất cả đại hội đều từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay đồng bạch Phật. Cuối sinh Đức Thế Tôn giả nói nghĩa như thật, cuối sinh Đức Tiền Thệ giả nói nghĩa như thật. Hôm nay chúng con chỉ mong cầu pháp đại chứng đắc của Như Lai chứ không cầu pháp khác. Đại chúng chúng con đều không nghi hoặc. Đức Thế Tôn nhìn khắp cả đại hội ba lần rồi nói: tại vì tương xót tất cả thế gian, tạo lợi ích an lạc cho đông đảo chúng sinh, đem pháp tài làm lợi ích an lạc cho hàng triệu người. Và nay tôi nói về pháp đại sư tử ống. Này Thiện Nam, các vị nên biết, Đức Thế Ca Như Lai ứng chánh đẳng giác ở cõi Ta Bà hiện đã nói pháp hóa độ chúng sinh, kiến lập hộ trì, khiến cho các loài luôn được an ổn. Đức Thích Ca ấy chính là Như Lai pháp khởi ta đây. Ta ở cõi Ta Bà, ta hiện đủ loại thân hình, đem lại lợi ích cho chúng sinh, tùy theo chỗ thích nghi của chúng mà ứng hợp để độ thoát. Lúc đó cả đại hội nghe Đức Phật dạy đều sinh kinh ngạc là thường, nên hết sức vui mừng cho là điều chưa từng có, đồng thanh tán thán: hay thay, hay thay. Đức Thế Tôn muốn khiến cho tất cả chúng sinh gần lên tiếng gầm của sư tử, nên vì đại hội về nói pháp sư tử hống chân thật. Nếu người nào nghe được pháp này thì nên biết người ấy can lành rất nhiều. Cuốn nữa là thọ trì độc tụng, giảng dạy rộng rãi, để mọi thứ vòng hoa y phục vật dụng cờ phướng lộng báu, song đốt hương bột cung kính cúng dường, thì người này nhất định được chư Phật thâu nhận bảo hộ. Khi Bồ Tát vừa tại tháng xong, Đức Phật liền khen: hay thay, hay thay, thật đúng như lời các vị nói. Thiện Nam, thì nơi ấy công đức rất lớn, đây là pháp sư tự hống chân thật của Như Lai. Nếu người nào nghe với lòng tinh thanh, lòng thanh tịnh cho đến một lời khen hay thay, người ta đều thâu nhận gia hộ, còn được đức Di Lặc tương tưởng chiếu cố. Người này hai vai gánh vác sự giác ngộ của ta ở trong đời năm trượt tinh thoảng kinh này, dù sinh ra nơi nào ta sẽ khiến họ thành thục và cũng được đức Di Lặc thâu nhận hộ trì. Ngày này tác cạn biển sinh tử, hàng phục các ma, tiêu trừ các phiền não, đến đúng pháp lớn, vĩnh viễn không còn làm thân nữ, bề gãy các oán chướng, chấm dứt các kết tụ. Nó có thiện nam thì nữ nào trải qua 10 a tăng kỳ tam thiên đại thiên thế giới, đi vi tròn kiếp, đem mọi thứ vật dụng tạo an lạc cúng dường cung cấp tất cả các đức Như Lai. Như khi nghe kinh này hiện bày thần thông chân thật mà lại hoài nghi không tin, thì người ấy đối với Đức Phật có lỗi lớn, như thế gọi không gọi là cúng dường chân thật chư Phật.
Nếu có thì nam thì nữ nào nghe nói đức chân thật của Như Lai mà khởi lòng tâm thanh tịnh, khen ngợi tán thán, công đức của người này so với người trước gấp trăm ngàn lần, người này mới là chân thật cúng dường. Này thì nam, các vị nếu đối với ta mà khởi lòng tâm thanh tịnh, thì nên ghi chép thọ trì kinh này ở chỗ nào thì chư Phật ở chỗ đó. Lúc đó Bồ Tát Thắng Tích, Bồ Tát Địa Mạng, Bồ Tát Thường Quang, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Tác Vô Úy, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Phân Thù Sơ Lợi, Bồ Tát Biện Tất, Bồ Tát Biện Dũng, Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Chướng, Bồ Tát Tác Quang, Bồ Tát Phổ Hiền, đều là những vị đứng đầu trong 84 câu chia cho tha trăm ngàn đại Bồ Tát động mạch Phật. Bạch Thế Tôn, về đời sau cuối chúng con sẽ xin hết lòng truyền bá kênh này rộng rãi, khi các chúng sinh giác ngộ ra đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, nếu ai từ lâu đã không trồng căn lành thì kinh này không thể lọt vào tai, còn những ai thọ trì kinh này truyền bá rộng rãi thì tăng thán công đức của chư vị ấy trong trăm ngàn câu chia cho tha kiếp không thể cùng thọ. Nghe thế Đức Tôn liền khen các Bồ Tát: hay thay các vị nên như vậy mà tôn trọng lời Phật dạy, thọ trì chánh pháp. Đức Phật đã giảng nói cái này rồi, Bồ Tát Thắng Thích và các hàng trời người Atola Kẻ Tất Bà cùng cả đại hội đều hoan hỷ phụng hành kinh Đại Phương Quảng Sư Tử Ống.